một ổ đây. Bây giờ mình bắt được như đây rồi. Bây giờ còn một số ba da. Bây giờ mình lấm phút mình xịt vô cho nó hết luôn. Chào tất cả mọi người, bữa nay anh em mình đi bắt ông dù giả tiếp nha. Để mình bắt về lát mình quay lại về cho mọi người xem nha. Vô chị tao ông thôi. Đây là ổ ong mà đóng ở bồn nước ở nhà của người dân nè. Bây giờ hai anh em mình vô bắt giúp mọi người để tránh nguy hiểm cho gia đình của người ta nha. Đây tổ phía xa ngay chỗ hồ nước à. Mình đi vô là tổ này cũng lớn. Tổ này nằm. Bây giờ nó nằm ra ngoài. Giờ vô mình lấy máu mình nè, mình bắt nó thôi. Giờ vô lấy nha. Qua cái áo này mặc nó hầm quá trời luôn. Đây hồi nãy mình bắt một ổ đây. Bây giờ mình bắt được như đây rồi. Bây giờ còn một số ba da. Bây giờ mình lấm phút mình xịt vô cho nó hết luôn. Giờ ba da. Bây giờ xương một số con ít. Cái ổ này lớn hơn ổ lúc trước anh em lĩnh luôn. Ba da quá trời luôn. Đây. Cái tổ này cũng lớn. Tầng. Quá trời mặt áo nữa nè. Ba cũng tầng vậy. Con non quá trời luôn. Mình dành đừng bỏ đây. Mình chờ cho chút xíu nữa, nó gom vô. Mình bắt lên thêm đừng nữa. Đây con ong bắt được, mình quơ được một số ong. Mặc áo mà ngồi cái này nó ngọt chứ không nổi luôn. Cái này nó đang gom luôn. Mình chờ chút xíu mình gom vô bắt cái nữa.
bả anh lấy được to không nè. Bây giờ anh bỏ vô bịch, mình bắt một số con lớn. Đây. Rồi dầm ra về ha. Đây, bây giờ mình quay thành quả cho mọi người xem nha. Dạ đón nước vô. Giờ ong này nó còn sống, mình phải quay vậy. Chứ giờ mình mở ra là hai anh em mình chạy không kịp với mọi người ơi. Cái lộn nó nguy hiểm dữ lắm. Đây mình lấy một số tàn. Đây là nhộng. Cắt chân miếng được rồi chú. Dạ dạ như đó cũng được rồi chú. Đây là nhộng này. Tội mình chắc đóng cũng lâu anh kìa. Đây chắc 3 tháng. Ừ. Cái còn non quá trời luôn. Có một số già đi nè. Con số già đi. Rồi giờ mình về thôi. Rồi thôi chào tất cả mọi người nha. Anh em mình chuẩn bị về nha.